Nợ nhiều cách mấy cũng trả sạch, ba con giáp này đổi vận thành đại gia từ nay đến hết tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi người đều hy vọng rằng bản thân sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, cả đời không phải lo toan vất vả, cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng có một cuộc sống sung túc, vui vẻ và suôn sẻ thuận lợi. Thế nhưng khi thời cơ đến, thiên thời địa lợi nhân hòa, các bậc thầy phong thủy có chỉ ra rằng khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 6 âm lịch, có ba con giáp có cơ hội đổi vận, một bước lên mây, may mắn rồn rập, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Có thể nói rằng sự nghiệp của các con giáp này sẽ vô cùng thuận lợi, tiền kiếm được dễ dàng. Đó cũng là dự báo cho một cuộc sống tương lai sung túc, giàu sang, phú quý đủ đầy. Vì vậy, để biết được ba con giáp may mắn này là ba con giáp nào, có những vận may nào đến với họ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tý. Xin chúc mừng tuổi Tý là con giáp đầu tiên trong ba con giáp may mắn. Tử vi từ nay đến hết tháng 6 âm lịch cho thấy rằng vận trình của những người tuổi Tý khá sáng sủa. Khi có nhiều phước tinh cao chiếu, công việc hay tình cảm đều lý tưởng, có dấu hiệu tăng tiến mạnh mẽ. Cho nên bản mệnh cần chủ động nắm bắt thời gian này. Quý thủy lâm quan ở tuổi Tý báo hiệu công việc tiến hành khá thuận lợi. Một vài hạng mục tồn đọng trước đó thời gian này đều giải quyết ổn thỏa. Bản mệnh khẳng định được năng lực cá nhân, được lãnh đạo tin tưởng giao phó trọng trách, cơ hội thăng chức, tăng lương vì thế khá cao. Tuy nhiên vẫn có dấu hiệu hao tốn tiền của, mệnh chủ nên chi tiêu tiết kiệm, thận trọng khi cho người khác vay mượn tiền bạc, tránh bị mất trắng. Vận trình sự nghiệp, tài lộc của tuổi Tý cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, sự nghiệp của tuổi Tý từ nay đến hết tháng 6 âm lịch phát triển thuận lợi, một phần là nhờ có tác động tích cực của nguyên lệnh lâm dưỡng. Nếu như bản mệnh luôn chăm chỉ, cẩn trọng trong mỗi việc mình làm, thì chắc chắn bản mệnh có thể hoàn thành rất tốt công việc được sao, cho dù đó là công việc mà tuổi Tý được tiếp xúc lần đầu. Hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn và sẵn sàng chấp nhận thử thách. Đó có thể chính là thời cơ để giúp tuổi Tý vươn lên một vị trí cao hơn trong tương lai. Nếu gặp vấn đề gì không hiểu, còn khó khăn hay thắc mắc, thì đừng ngần ngại học hỏi những người ở xung quanh. Chắc chắn tinh thần cầu tiến sẽ giúp bản mệnh tạo thiện cảm với mọi người, chẳng ai ngại ngần giúp đỡ bản mệnh. Lúc này còn là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh xây dựng các mối quan hệ xã giao. Hãy chú trọng việc giao tiếp với mọi người, bởi tuổi Tý có thể quen được với quý nhân một cách rất tình cờ, nhận được sự yêu mến của mọi người. Bản mệnh làm việc gì cũng thấy dễ dàng, thuận lợi, không có ai ngáng trở đường công danh, đặc biệt luôn có người sẵn sàng vươn tay giúp đỡ. May mắn hơn nữa, khi có thiên đức cát tinh nâng đỡ, nhiều mệnh chủ tuổi Tý sẽ chạm tay vào cơ hội thăng quan, tiến chức hiếm có. Đó có thể là thành quả cho công sức lao động của bản mệnh suốt bấy lâu nay, mà cũng có thể là một cơ duyên đến với tuổi Tý khi được giao cho những vị trí quan trọng. Bản mệnh nhớ phát huy được những điểm mạnh của mình, khẳng định giá trị của bản thân, đừng vội hài lòng với thực tại. Về phương diện tài lộc, tình hình tài chính của tuổi Tý có những tiến triển dễ thấy. Ngay khi bước chân vào thời điểm tới, dù là làm trong lĩnh vực nào, thì bản mệnh cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.
Với những mệnh chủ làm công ăn lương, các thành tích mà bản mệnh gặt hái trong công việc là nguyên nhân chính giúp tài vận của tuổi Tý tiến triển đi lên. Với những mệnh chủ làm kinh doanh thì những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng và đối tác sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô sản xuất hoặc buôn bán. Chỉ cần bản mệnh nắm bắt thông tin nhanh nhạy, không bỏ lỡ thời cơ một cách đáng tiếc, thì nhiều khả năng bản mệnh sẽ kiếm được một khoản sông xanh không kém bất kỳ ai. Lại thêm thiên đức cát tinh chiếu mệnh, đôi khi cơ hội đến với tuổi Tý mà không cần bản mệnh bon chen, giành giật một chút nào. Hãy quý trọng cơ hội trời cho, dù đó là cơ hội nhỏ bé đi chăng nữa. Bởi biết đâu, thông qua những cơ hội này, bản mệnh có thể nhìn nhận được những hướng phát triển, mang ảnh hưởng sâu sắc cho chính gia chủ và gia đình trong tương lai. Vậy nên để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp xua đuổi hung tinh, tà ma, những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ tuổi Tý tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ hai, tuổi Mão. Xin chúc mừng vị trí số 2 đến từ tuổi Mão. Từ nay đến hết tháng 6 âm lịch là lúc để con giáp tuổi Mão thể hiện sự uy tín của mình trong công việc. Nhờ đó, bản mệnh nhận được sự tin tưởng hơn bao giờ hết. Nhiều người còn được giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Đó là lúc bản mệnh được phát huy tối đa năng lực của bản thân. Vì thế hãy cố gắng tập trung, đừng vì bất cứ lý do gì mà sao nhãng. Bên cạnh đó, đế vượng là sao tốt, mang tới nguồn năng lượng dồi dào để những con giáp tuổi Mão có thể cho thấy sức ảnh hưởng về tài lãnh đạo. Thời gian này, nhiều mệnh chủ còn may mắn được nâng lương, thăng chức, nhờ vào công sức đã được lãnh đạo ghi nhận. Cuộc sống của bản mệnh lúc này cũng rất năng động, vui vẻ. Thời điểm này, công việc của mệnh chủ sẽ nhận được nhiều sự chú ý từ những người xung quanh. Do đó, đây cũng là thời điểm thích hợp để mệnh chủ thuyết phục đối tác hoặc cấp trên về những ý tưởng của mình. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện sẽ có họa thị phi của những kẻ ghen ăn tức ở với hạnh phúc và thành công của bản mệnh. Do đó, thời gian này, bản mệnh nên giữ mồm, giữ miệng, đừng khoe khoang quá nhiều về cuộc sống của mình, nhất định phải giữ kín thu nhập mà mình có. Tử vi còn cho thấy ngũ hành tư sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh được hanh thông, tốt lành. Để mọi sự thuận lợi, bản mệnh cần buông bỏ bớt sự kiểm soát với đối phương và để mối quan hệ được tiến triển một cách tự nhiên. Ngoài ra, sự xuất hiện của tương phá mang điểm phá tài khuyên bản mệnh không nên chủ quan tới các giao dịch liên quan đến tiền nong, nhất định phải quản lý tiền bạc chặt chẽ, không nên xem thường những khoản chi nhỏ. Sau đây sẽ là chi tiết vận trình của tuổi Mão trong thời gian từ nay đến hết tháng 6 âm lịch. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi năm 2021 cho thấy thời điểm từ nay đến hết tháng 6 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Mão lúc này rất đáng để mong đợi. Khi mà nhiều mệnh chủ tận dụng được cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình, có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc. Nguyên lệnh lâm đế vượng mang lại sự uy nghi, đường bệ cho bản mệnh. Nhờ đó mà bản mệnh dù đang giữ chức vụ gì cũng không quan trọng, vì ai ai cũng tin tưởng, ngưỡng mộ bản mệnh. Có thể nói tính tình quảng đại, lại có tài lãnh đạo, nên nhiều mệnh chủ có cơ hội thăng tiến công danh, quyền thế và cả tiền bạc. Bản mệnh hãy tự tin đón nhận những tin vui đang tới, dù ai đó có ghen tị thì đừng quá để tâm, vì họ sẽ chẳng làm hại được bạn, vì năng lực đã được khẳng định trong một thời gian dài. Ngoài ra, một số mệnh chủ thời gian này cũng có thể nhận được một cơ hội việc làm mới để có cơ hội phát huy được năng lực của mình hoặc những lời đề nghị thăng chức. Ban đầu bản mệnh sẽ cảm thấy choáng ngợp trước nhiều thay đổi trước mắt, nhưng dần dần bản mệnh có thể hệ thống được mọi việc một cách suôn sẻ. Về phương diện tài lộc, tử vi nhận thấy thời gian tới tình hình tài chính của con giáp tuổi Mão khá rực rỡ, dường như nguồn thu này đang bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn trước đây. Thậm chí có nhiều mệnh chủ có được của ăn của để, tiết kiệm được một khoản kha khá, đảm bảo cho mình có tương lai tốt hơn. Còn có nhiều mệnh chủ nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc trong những năm qua
cộng thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới. Tuy nhiên tuổi Mão đừng vì thế mà phóng tay thiếu kiểm soát, dù mua món đồ gì hay tiêu nhiều tiền đều phải so sánh ưu và nhược điểm trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp. Bên cạnh đó, lục bạch bay về phương Bắc cho thấy những ai phát huy được trí thông minh, sự nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội sẽ có thể phát tài. Nếu bản mệnh là người chuyên đầu tư hay kinh doanh thì lúc này có lợi thế rõ rệt, hãy chấp lấy thời cơ của mình. Đặc biệt thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Thứ ba, tuổi Ngọ. Vị trí số 3, chúc mừng tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ năm 2021 có cho thấy, thời điểm từ nay đến hết tháng 6 âm lịch, mọi việc bản mệnh đều suôn sẻ. Công việc tiến hành thuận lợi, nhiều cơ hội khẳng định được tài năng, được cấp trên coi trọng. Thứ tài khởi sắc mạnh, tuổi Ngọ gặp được nhiều may mắn về tiền bạc. Đây là cơ hội tốt cho đầu tư kinh doanh, nắm được xu thế thị hiếu của thị trường, đảm bảo bản mệnh sẽ thu tiền về đầy túi. Đồng thời, tình cảm vợ chồng hài hòa, gia đạo yên ổn, một vài mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái sớm được khắc phục, một vài cặp đôi sẽ đón tin vui về chuyện con cái. Sức khỏe vô cùng tốt, chỉ cần duy trì thói quen ăn uống khoa học, luyện tập thể thao sẽ đẩy lùi nguy cơ bệnh tật. Tuy nhiên, tuổi Ngọ nên chú ý đi lại dịp này đông đúc, đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc bị cướp giật tiền tài sản. Cụ thể vận trình của tuổi Ngọ như sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi từ nay đến hết tháng 6 âm lịch, đây là thời điểm tuổi Ngọ có nhiều bứt phá trong sự nghiệp. Tỷ kiên chiếu mệnh, bản mệnh càng chủ động tìm kiếm cơ hội để khẳng định mình thì càng được cấp trên đánh giá cao. Bản mệnh đủ tự tin và năng lực của mình, thành công nối tiếp nhau chính là minh chứng rõ rệt nhất cho chuyện này. Hai cát tinh tử vi và giải thần cùng xuất hiện trong thời điểm này, báo hiệu những may mắn sẽ đến với bản mệnh. Như chú ngựa sẽ được cấp trên ưu ái và trọng dụng mà được trao thêm trọng trách. Ngoài ra, thời gian này sẽ có nhiều việc phải đẩy nhanh để kịp tiến độ. Bản mệnh cần phải tỉnh táo, sáng suốt để không mắc sai lầm. Muốn làm nhanh thì cách tốt nhất là bình tĩnh, công sức sửa đi sửa lại còn lâu gấp nhiều lần. Việc gì mình có thể tự làm, tốt nhất chớ nên nhờ vào người khác. Ai cũng có việc của mình, nể nang nhau thì làm nhưng chẳng vui vẻ gì. Tốt nhất hãy có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Chính vì nhờ có tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh còn có thể là cánh tay đắc lực của cấp trên. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tài lộc thời gian này cho thấy đường tài lộc tuổi Ngọ cực kỳ khởi sắc, điểm báo cho thấy tài lộc phát triển mạnh về thứ tài, chủ về nguồn thu phụ và tài lộc bất ngờ. Sự may mắn sẽ mang về cho tuổi Ngọ nguồn thu khá lớn, được chỉ lối dẫn đường cho bản mệnh tìm thấy lối đi phù hợp nhất với bản mệnh trong thời điểm này. Đặc biệt, chuyện làm ăn kinh doanh của những chú ngựa sẽ khá suôn sẻ, thuận lợi. Cuối năm hàng hóa bán chạy như tôm tươi. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ hơn người ở chỗ, nắm bắt được thị hiếu thị trường, cũng đón được đúng thời cơ, nên bên cạnh may mắn là thực lực, chẳng ai vượt qua được. Tiền cũng vì thế mà đầy túi. Tử vi còn cho thấy nguyên lệnh nằm ở đất Lâm Quan, tuổi Ngọ chẳng ngại nhằn nhạnh từng đồng tiền lẻ, luôn cẩn mẫn chăm chỉ, dù làm bất cứ việc gì. Thành công cũng sẽ chẳng thể nào từ chối được những người có nghị lực lớn lao. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Ngọ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa phù hộ, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị và các bạn ba con giáp đổi vận đại gia trong tháng 6 âm lịch sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.